Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Riaki Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại phiên bản OB27 để tiếp tục tìm hiểu những cái thay đổi liên quan đến các nhân vật trong Arena Free Fire nha. Ok, hôm qua thì chúng ta đã cùng nhau test đó là Unreal thức tỉnh rồi. Và hôm nay thì mình sẽ nói về đó là hai nhân vật mà đã ra mắt trong Arena Free Fire rồi. Đó là Hayato thức tỉnh cũng như là Kelly thức tỉnh. Thì đầu tiên thì Hayato thức tỉnh sẽ làm lại kỹ năng. Và kỹ năng Hayato thức tỉnh bây giờ nó sẽ không phải là kỹ năng bị động, kỹ năng chủ động nữa, mà nó sẽ là kỹ năng bị động nha anh em. Thì cái cách mà thức tỉnh Hayato thì cũng tương tự như là Unreal thức tỉnh thôi. Chúng ta sẽ có những cái biểu tượng thức tỉnh và chúng ta sẽ mở từng cái trang truyện. Và khi mở đủ 5 trang truyện này chúng ta sẽ có thể thức tỉnh Hayato. Thì kỹ năng Hayato thức tỉnh đó là cứ 10% máu mất đi thì các bạn sẽ được giảm 2,5% giảm sát thương ở phía trước mặt, và sẽ không có giới hạn nha anh em nhá. Ví dụ như tối đa nếu mà chúng ta giảm 90% thì 9 nhân với cả 2,5 thì chúng ta sẽ có khoảng 8 x 2,5 thì chúng ta sẽ có là 20%, 22% giảm sát thương trước mặt. Đấy, fail anh em, 22,5% giảm sát thương nếu mà anh em chỉ còn độ khoảng 1-2 máu thì đấy. Đấy, ví dụ như là anh em có 200 máu, bây giờ anh em còn có 20 máu thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ có tới 22,5% giảm sát thương. Thì cái điều này nó có yếu tố gì? Đó là nếu như mà các bạn mang thêm kỹ năng nào đó mà cộng thêm máu vào trong những pha giao tranh cận chiến ấy, thì tôi phải nói với anh em là bây giờ ai mà mang Hayato nó phải gọi là bá đạo, và bá đạo trong từng hạt gạo. Đấy, cứ mỗi 10% máu mất đi thì bên cạnh cái việc mà chúng ta được tăng thêm xuyên giáp thì chúng ta sẽ được cộng thêm đó là 2,5% khả năng kháng sát thương, giảm sát thương phía trước mặt. Quá phê luôn. Bây giờ ông nào mà chơi kiểu ông nào mà bây giờ kiểu tay to mà kiểu chơi cận chiến ấy thì nói chung là chắc chắn là Hayato trong phiên bản tới là vua cận chiến. Đấy, kỹ năng Hayato không ai có thể thay đổi Hayato ở trong tình huống cận chiến luôn. Đấy, thì kỹ năng này Hayato chúng ta được biết là cứ 10% máu mất đi thì sẽ được tăng thêm 10% xuyên giáp ở cấp độ cao nhất. Thì bây giờ nếu mà bạn mất đi 10% máu thì bạn còn được cộng thêm đó là 2,5% khả năng chịu khả năng giảm sát thương. Đấy, nói chung là ngon. Và kết hợp với cả khi mà chúng ta mặc giáp nhá, bây giờ tôi sẽ phân tích nhá, khi mà chúng ta có giáp thì Hayato lại còn trâu hơn. Tại vì khi mà chúng ta mặc giáp 3 chúng ta được giảm 66% sát thương về lên thân người phía trước mặt, cộng thêm với việc là ví dụ các bạn mất đi 100 máu đi, tức là mất đi 20% máu, mất đi một nửa lượng máu 50%, thì các bạn sẽ được giảm thêm 12% sát thương lên người nữa, 12,5% sát thương lên người nữa, quá phê. Tức là 66% cộng thêm với 12,5% nữa là giảm đến gần 80%. Phê không anh em? Quá phê luôn. Ok, lúc này thì mình đang ở trong chế độ đặt bom nha anh em. Chế độ này nói chung nó được làm lại một chút và nó được thay đổi, và chả hiểu sao thằng nào cũng cầm lưỡi hái. Anh em bạn này thì cầm lưỡi hái với chúng tôi, cầm lưỡi hái với chúng tôi. Ui cái lưỡi hái mới nó vút căng ạ. Lưỡi hái nó vụt căng quá. Cái quả lưỡi hái mới này như cái tầm đánh nó xa hơn anh em ạ. Nó vụt phải gọi là vụt luôn. Thằng ngộ không này thì ngộ không với chúng tôi. Đấy, ở trong cái phiên bản mới này thì cái đất bom đã được làm lại, đó là chúng ta sẽ có mua được các cái nhiều loại súng hơn. Ví dụ như là cái lưỡi hái này, đấy, vẫn có MP5 này, tôi thấy có thêm cái lưỡi hái với cả dụng cụ gỡ bom các kiểu. Thì chúng ta vẫn chơi giống như phiên bản trước thôi, team nào mà thắng được 4 ván thì chúng ta lại thắng luôn, và nếu mà thắng 2 ván thì chúng ta sẽ đổi từ phe đặt bom sang phe gỡ bom hoặc là ngược lại. Đấy, thì trở lại với kỹ năng Hayato ấy, thì theo mình đánh giá là kỹ năng Hayato có thể coi là kỹ năng không thể thiếu ở trong phiên bản OB27. Đấy, phiên bản OB27 khẳng định với anh em luôn và uy tín luôn là Hayato, anh em chơi nhân vật gì anh em vẫn phải xài Hayato. Mà bây giờ anh em xài được luôn cái bộ Hayato thức tỉnh rồi, và Hayato thức tỉnh bây giờ chúng ta có cái bộ trang phục này, thì bây giờ chúng ta dùng Hayato hay là Hayato thức tỉnh đều như nhau cả, và nhìn ngoại hình Hayato thức tỉnh thì đẹp hơn hẳn. Đấy, thì Hayato hỏa quyền này cái kỹ năng của nó bây giờ sẽ là giảm sát thương lên phía trước mặt. Đấy, ví dụ như là các bạn thấy là bây giờ mình đang bị mất máu, mình chỉ còn đó là 133 máu thôi, thì cái kỹ năng Hayato của mình nó sẽ sáng lên, thì bây giờ khi mà mình di chuyển ấy, đối phương bắn vào người mình sẽ mất ít máu hơn. Đấy, quá phê. Mà đây là mình chưa có giáp. Đây là mình chưa có giáp nha anh em nhá. Nếu mà có giáp thì giảm rất là nhiều. Thì như mình đã phân tích ấy, ví dụ như là trong trường hợp mà các bạn có giáp 3 là giảm 66% sát thương này, cộng thêm với cả các bạn ví dụ các bạn chỉ còn 20 máu thôi, thì lúc đó phía trước mặt của chúng ta sẽ được giảm là 66 cộng thêm với 22,5%, thì chúng ta sẽ có tới đó là 22 cộng với cả 60 cộng với 20 là 80 rồi. Đấy, chúng ta có 80
khoảng 66 là 88,5% giảm bị sa thương, quá phê. Cộng đấy tôi cộng lôm gôm vào đấy cũng là ghê anh em ạ, tức là giảm tới gần 90% sát thương. Tức là lúc đó nha, một viên đạn bắn vào người bạn 10 sát thương, lúc đấy chỉ còn 1-2 sát thương thôi. Đấy, tất nhiên là nếu mà còn 20 máu thì địch nó bắn mấy phát thì bạn chết thôi, bắn 1-2 phát lên đạn người cũng chết thôi. Nhưng mà ví dụ như lúc các bạn bị mất đi một nửa máu chẳng hạn mà các bạn áp sát đối phương mà chơi cận chiến khi các bạn có giáp 2, giáp 3 thì tôi phải nói với anh em là trâu. Vâng, nó gọi là trâu của bò luôn, nó phải gọi là quá căng. Thì đấy là một cái tính toán nhanh của mình về cái kỹ năng của Hayato ở trong phiên bản mới. Và thực sự là sửa lại cái này Hayato mạnh quá. Vâng, sửa lại cái này Hayato rất mạnh. Bởi vì là khi mà chúng ta chơi cận chiến nhá, mà các bạn cảm giác là giảm đi 50% sát thương của những cái viên shotgun vào người đi, thì mình quá trâu đi, còn chê vào đâu nữa, đúng không anh em? Nói chung là mình đánh giá là cái phiên bản này Hayato có thể coi là một trong những kỹ năng mà được nâng cấp lên rất mạnh. Và mình đang thấy là ví dụ như lúc đầu mình nghĩ là cái ui thôi xong rồi, ui mọc lốp bị ăn quả mọc lốp khá căng anh em ạ. Thằng nhá, thằng này ông tí bố quật lại mày chết. Con lợn này nó quất tôi anh em ạ. Đùa quả đấy, đáng mải chém gió với anh em về vụ kỹ năng Hayato. Đấy, ở trong phiên bản này thì có 3 con nhân vật thức tỉnh, một là con Hayato thì như mình đã vừa phân tích với anh em. Đấy, kỹ năng rất là ngon lành cành đào. Hai là con Kelly. Con Kelly thì nó sẽ bổ sung thêm cái kỹ năng mà cộng thêm 110% sát thương cho viên đạn đầu tiên sau khi chạy 4 giây. Thực ra cá nhân mình thấy là cái kỹ năng đó thêm vào nó chỉ cho vui thôi. Nó sẽ không khác biệt lắm, tại vì thực ra ai cũng sẽ phải dùng kỹ năng Kelly, vì Kelly nó tăng tốc độ di chuyển 6% thì vẫn có rồi. Trong khi đó cái kỹ năng của Andrew cũng rất là ngon. Đấy, cái kỹ năng của Andrew thức tỉnh và Hayato thức tỉnh bây giờ kết hợp với nhau ấy, nó là một cái điều gì đó nó rất là kinh luôn. Đấy, các bạn cảm giác nhá, là bây giờ cái kỹ năng của Andrew nó giúp cho chúng ta cộng thêm cái khả năng giảm sát thương của đối phương lên giáp. Đấy, bình thường chúng ta đã được giảm sát thương đi 12% rồi, bây giờ giảm trực tiếp đi 12 sát thương trên mỗi phát bắn nữa. Đấy, và như vậy thì cái giáp nó sẽ trâu hơn, và khi mà giáp trâu hơn và chúng ta lại có che sát thương Hayato thì đợt tới ấy, cái combo của chúng ta đấy anh em thấy không, khi mà tôi bị mất máu nhá, tôi bắn trả thằng kia, lấy gì đỡ, tại vì mình được giảm sát thương ở phía trước mặt. Đấy, ôi thôi toang rồi, toang thật sự rồi ông giáo ạ, đang chém gió đấy. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là mình được giảm sát thương khá nhiều trong hai tình huống liên tiếp mà mình đấu súng với địch, là mình vẫn có thể đừng múa anh em ạ. Hay quá, chơi đi bạn ơi, bạn quân gan chơi đó bạn ơi. Vâng, chơi nó hay quá, thần đồng vô tâm rồi. Vâng, thần đồng shotgun được của nó anh em ạ. Team đội nhân của ông đồng đội gánh team căng thế. Ông đồng đội gánh team căng đét. Ơ kìa, nó xếp bây giờ. Ui, di chuyển như một con lươn luôn. Vâng, chơi nó bạn ơi. Chơi nó, một cháo, ui chưa được rồi. Vâng, múa, ui múa shotgun rất kinh ạ. Vâng, thanh niên mắc múa. Vâng, thanh niên này chơi Alok anh ạ. Alok phiên bản này tôi nghĩ là cũng sẽ trở lại. Vâng, vừa tăng độ di chuyển vừa hồi máu, nó sẽ là một cái điều gì đó nó khá là cân bằng. Đấy, ui xồi ôi, cân 2, cân 3, thế nên là cân 3 luôn ạ. Vâng, quá chất, anh em thấy chất lường cả ngừ không? Đấy, quá phê đội bắn dê. Thì cái nhân vật Hayato mới này ý, theo tôi đánh giá là ngon. Đấy, thì anh em nào mà chưa thức tỉnh Hayato thì anh em nên thức tỉnh ở trong phiên bản này. Vì tôi nghĩ là trong phiên bản sau thì cái hệ thống thức tỉnh nó làm lại ý, thì chúng ta sẽ phải làm nhiệm vụ lại. Tôi không biết có phải làm nhiệm vụ lại từ đầu hay không, hay là bên Ghana có cái chế độ quy đổi cái huy hiệu cũ sang huy hiệu mới để cho thức tỉnh hay không. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu như mà bên Ghana họ làm lại thì có lẽ những cái bạn nào mà chưa thức tỉnh có thể sẽ phải cày lại cái hệ thống thức tỉnh này từ đầu. Ok, thì đó là số thông tin của mình liên quan đến Hayato thức tỉnh. Và thực sự thì Hayato thức tỉnh phiên bản mới sẽ là một trong nhân vật rất hot. Thì thực ra chúng ta sẽ rất là khó để mà chúng ta chọn kỹ năng của nhân vật ấy. Đấy, nhưng mà những cái bạn nào mà chơi cận chiến này, vector đôi này, shotgun, shot gủng các kiểu ấy, thì chắc chắn 100% là phải dùng Hayato thức tỉnh. Đấy, rất là phê, rất phê, quá phê độ ăn dê. Đấy, ui, đấy, tôi, đấy anh em thấy không? Và tôi thêm lấy kỹ năng thêm của Shiny nữa, tôi cộng thêm đó là 100 máu ấy, bắn trả lại đi ngay. Bắn trả lại thằng em đi ngay, anh em thấy phê không? Đấy, quá phê luôn, quá phê độ ấn dê. Đấy, vừa tăng xuyên giáp, đấy, vừa tăng độ trâu của bản thân. Đấy, giảm sát thương tới 22,5% tối đa nhá. Đấy, cứ 10% máu mất đi thì tăng thêm về 2,5%. Đấy, giảm sát thương, đấy, cộng dồn vào thì nó phải gọi là căng đét và khét lè lè. Nói chung là đây là một nhân vật mà theo mình đánh giá là ngon nha anh em, ngon và rất ngon.
Đấy, thì hy vọng là trong phiên bản tới này thì chúng ta sẽ được trải nghiệm nhân vật Hayato này nhiều hơn. Ok, thì đó là Hayato. Bây giờ chúng ta sẽ ra để mình thức tỉnh Kelly, để xem mà thức tỉnh Kelly nó có cái gì đặc biệt hơn so với phiên bản chơi hay không. Tuy nhiên thì cái kỹ năng Kelly thức tỉnh này thì nó gần như nó không khác gì so với phiên bản cũ. Đấy, tức là phiên bản cũ thì chúng ta có thêm cái thức tỉnh lướt đi trong 4 giây thì phát bản đầu tiên tăng 109 sát thương. Thì bây giờ nó sẽ cố định ở 109 sát thương khi mà đã thức tỉnh thôi. Đấy, thức tỉnh này, sau khi mà thức tỉnh thì nó sẽ cứ như vậy. Đấy, quá ngon. Đấy, nó sẽ có cái, đây là cái câu chuyện là đôi chân thần tốc. Đấy, còn bên Hayato thì nó là hỏa quyền anh em ạ. Đấy, thì các bạn thấy là nó cũng giống cái phiên bản cũ thôi. Đây, chỉ có điều là tôi không biết là làm mấy nhiệm vụ bên này thì nó có khó khăn hơn hay không. Đấy, làm mấy nhiệm vụ cái đây, ví dụ nhiệm vụ nhá, trong toàn bộ chế độ đạt Buya một lần thì khá dễ này. Toàn bộ chế độ gây 500 sát thương cũng khá dễ. Nói chung là chế độ thức tỉnh này kiểu như là để cho ai cũng có thể làm được. Đấy, đây là Kelly thức tỉnh, Kelly tia chớp. Đấy, còn kia là Hayato hỏa quyền. Thì trong phiên bản tới này ấy, thì ví dụ chúng ta sẽ dùng một kỹ năng chủ động cộng thêm với 3 kỹ năng bị động. Thì bây giờ 3 kỹ năng bị động thì tôi đang thấy là của Hayato và Andrew đang tương đối mạnh. Đấy, thì không biết là trong phiên bản tới thì chúng ta sẽ gọi là có cái sự thay đổi gì về chiến thuật hay không. Đấy, anh em thấy không? Kelly quá phê. Đấy, Kelly chúng ta cũng có, đấy là kỹ năng chạy nhanh. Nói chung là Kelly thì vẫn như vậy. Đấy, chỉ có Hayato thì mạnh hơn hẳn. Đấy, Hayato rồi phải nói với anh em là mạnh hơn hẳn so với phiên bản trước. À, nói chung là ngon anh em ạ, ngon nha anh em. Ok, rất cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Và hy vọng là trong cái phiên bản OB27 chính thức thì chúng ta sẽ có những cái thông số chính thức liên quan đến Hayato. Ok, cảm ơn anh em. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại bình một like và subscribe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.